Ông Mauricio van Aanseldonken, sao trẻ Ajax từ chối cả Chelsea lẫn Bayern Munich. Dù mới 17 tuổi, nhưng Mauricio van Aanseldonken đã nhận được sự quan tâm của cả Chelsea lẫn Bayern Munich. Tuy vậy, anh đã từ chối để tiếp tục ở lại Ajax. Nét mới của lò đào tạo Ajax. Học viện đào tạo trẻ lừng danh của Ajax vẫn đang giữ vững truyền thống đáng tự hào của mình. Họ vẫn là một trong những học viện đào tạo và phát triển tài năng tốt nhất trên thế giới. Rõ ràng rằng, truyền thống đào tạo trẻ vẫn đang được duy trì tại Amsterdam. Chỉ cần nhìn vào đội hình tiêu biểu hiện tại của huấn luyện viên Erik ten Hag là đủ hiểu. Những học viên mới tốt nghiệp học viện như Ryan Gravenberch, Julian Timber, Divay Rensch đều đang đóng những vai trò quan trọng trong đội hình đội 1. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, học viện của Ajax lại đang thiếu vắng những cầu thủ tiền đạo và đặc biệt là những cầu thủ chạy cánh, những người đã tạo nên tên tuổi tại Johan Cruyff Arena. Justin Kluivert là người gần nhất được biết đến. Anh từng ghi 13 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo trong 56 lần ra sân trước khi chuyển đến AS Roma vào năm 2019. Nhưng điều đó có thể sắp thay đổi. Đội hình hiện tại của Jong Ajax có rất nhiều những cầu thủ tấn công rộng và đầy hứa hẹn, bao gồm Nasi Unuvar, Sonji Hansen, Christian Rasmussen. Tuy nhiên, người đang vượt lên dẫn đầu những niềm hy vọng mới để có thể được đôn lên đội hình chính thức của Erik ten Hag, thậm chí còn trẻ hơn cả ba thiếu niên đó. John Hettinga, người quản lý của Jong Ajax, nói với Goal: "Tôi nghĩ rằng Ajax đang có rất nhiều tài năng đầy hứa hẹn. Người mới nhất có thể đột phá, hoặc ít nhất là chơi trong đội một vài lần. Đó là Mauricio van Aanseldonken." Thần tượng Seedorf. Van Aanseldonken đã nổi lên trong 18 tháng qua như một trong những viên ngọc quý của học viện Ajax. Cầu thủ 17 tuổi gây ấn tượng với tất cả những ai chứng kiến anh thi đấu hoặc huấn luyện tại trung tâm đào tạo Trocomus. Là một thành viên của hệ thống trẻ của câu lạc bộ từ năm 2013. Khả năng sáng tạo và tốc độ của cầu thủ chạy cánh này là rất đáng chú ý. Và màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải 2020-2021 đã giúp anh giành được danh hiệu Albert Nuri Trophy, giải thưởng được trao mỗi năm dành cho cầu thủ xuất sắc nhất của học viện Ajax. Gravenberch, Rensch, Unuvar, cũng như Mathis De Ligt và Christian Eriksen đều là những người từng đoạt được giải thưởng này. Van Aanseldonken đang dần bước theo những người đàn anh này. Nhưng một huyền thoại khác của Ajax mới là người đầu tiên truyền cảm hứng cho anh, Koren Seedorf. "Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy," cậu ấy nói với Thor. "Mẹ tôi đã nói cho tôi biết về ông ấy và sau đó bắt đầu xem những video của Seedorf. Ông ấy là một cầu thủ, nhưng cũng là một người đàn ông tốt bụng." Anh ấy, Seedorf, đã gửi cho Mauricio một đoạn tin nhắn qua Instagram. Trong đó anh ấy nói rằng Amo đang làm tốt và nó lên tiếp tục như vậy. Cha của Van Aanseldonken, Otmar, tiết lộ với Ajax Showtime sau khi con trai của ông nhận giải thưởng vào tháng 6. "Đó là một khoảnh khắc thật sự hạnh phúc. Mauricio thực sự thích điều đó và nó thúc đẩy thằng bé tiếp tục trở nên tốt hơn," ông Otmar nói thêm. Hành trình thăng tiến đầy thần tốc. Van Aanseldonken đã có những bước đi đầu tiên với bóng đá tại Học viện G Borgia danh tiếng. Có trụ sở tại Amsterdam, học viện này đã giúp phát triển một số cầu thủ chuyên nghiệp, mặc dù ban đầu Van Aanseldonken không đạt được trình độ cần thiết và đã bị loại bỏ khỏi câu lạc bộ. Cậu bé không xuất hiện trong tầm ngắm của Ajax cho đến khi thi đấu cho OSV ở giải nghiệp dư. Các tuyển trạch viên đã chú ý đến sự bùng nổ và tự tin của Van Aanseldonken khi cầm bóng. Từ đó cho đến nay, anh trải qua quá trình thử việc tại Ajax trước khi chính thức gia nhập câu lạc bộ cùng với người bạn Gabriel Michel, cũng là một ngôi sao tiềm năng trong tương lai. Van Aanseldonken nhanh chóng chứng minh được năng lực của mình ở đội U, đồng thời thu hút được sự chú ý của một số câu lạc bộ ưu tú của châu Âu trong quá trình này. Chelsea, Bayern Munich và Borussia Dortmund đều muốn ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này, nhưng cậu ấy đã cam kết tương lai của mình với Ajax và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở năm 17 tuổi. "Mục tiêu của tôi là ở lại đây nhiều nhất có thể. Tôi muốn thành công tại Ajax," Van Aanseldonken nói. Kể từ đó, Van Aanseldonken đã có trận ra mắt cho Jong Ajax, đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 Hà Lan, với một pha kiến tạo trước khi tự mình tìm thấy mảnh lưới của đối phương trong lần ra sân thứ hai ngay sau đó 5 ngày. Mùa giải này, cậu ấy là trụ cột tại Ajax. Cậu là trụ cột của Ajax tại UEFA Young League với việc ghi 4 bàn sau 5 trận. Erik ten Hag đã rất ấn tượng và cho Van Aanseldonken ra mắt đội 1 vào tháng 12 năm ngoái. Đó là một trong 3 lần ra sân ở đội 1 của Van Aanseldonken mùa này. Cậu ấy được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội sau khi bình phục chấn thương mắt cá đã và phải nghỉ thi đấu trong vài tháng qua. "Mauricio rất có nhiều tiềm năng," Hettinga nói. "Cậu ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản thân. Đó là một cậu bé có thể tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy có cá tính tuyệt vời, có thể chơi rộng lẫn đá cắm và có sức mạnh phi thường." Trong tháng 1 vừa qua, Ajax đã quyết định bán David Neres vì họ tin rằng đã tìm được người thay thế xứng đáng. Đó là Van Aanseldonken, một ngôi sao đang bắt đầu tỏa sáng.